Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho người di dân. Đức Thánh Cha Francisco đã phê bình thái độ khép kín đối với những người di dân vì họ cũng có quyền được an ninh và điều kiện sống xứng đáng như chúng ta. Sự khép kín đó xây dựng các bức tường ngăn cách thay vì xây cầu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng mùng 6 tháng 7 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu cho những người di dân và những người cứu cấp nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại đảo Lampedusa ở miền cực nam Italia ngày 8 tới tháng 7 năm 2013, nơi các thuyền và tàu của người di dân thường cập bến trên đường từ Phi Châu tìm vào Âu Châu. Trong số những người hiện diện trong thánh lễ, cũng có khoảng 200 người tị nạn và thiện nguyện, khoảng 15 điều hợp viên các miền thuộc phân bộ di dân và tị nạn trong Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, một số thành viên của Hải quân Tuần duyên Italia, tổ chức Bác sĩ không biên giới và tổ chức thiện nguyện, Hãy cứu các trẻ em, Save the Children. Phần thánh ca do các nữ tu nam nữ thuộc huynh đoàn đang tu Jerusalem ở Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y John Ribart và 10 giám mục cùng với 20 linh mục, trong đó có 2 vị phó tổng thư ký thay Đức Thánh Cha đặc trách về di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha xét quyết rằng đứng trước những thách đố di dân ngày nay, câu trả lời duy nhất hữu lý là câu trả lời liên đới và thương xót. Một câu trả lời không quá tính toán, nhưng đòi một sự phân phối công bằng các trách nhiệm, một sự thẩm định lương thiện và thành thực về những giải pháp khác, và một sự quản trị thận trọng. Thánh lễ cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ sự mang một ý nghĩa đặc biệt giữa lúc liên đảng mới lên cầm quyền tại Italia quyết định đóng cửa các hải cảng, không đón nhận các tàu vớt thuyền nhân. Một số nước khác ở Âu Châu đóng cửa biên giới, không nhận người di dân và tị nạn. Và Liên hiệp Âu Châu gặp khó khăn trong việc tìm ra một chính sách thống nhất đối với người di dân và tị nạn.